Bonsai Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi, đầu tiên của tập này có mã số là 41, là một cặp linh sam siêu bông nha. Linh sam siêu bông này ho tím rất là thơm và ho rất là nhiều luôn nha. Mỗi lần nó ra đầy cây luôn. Cái này thì hoành cũng nhỏ thôi nha. Hoành nhỏ bằng cục lông thôi, cao tầm 40. Hai cây này nhà vườn xin dọn vườn là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship hai cây này luôn. Này về mình trưng cho có cặp luôn nha. Đây nhà vườn xin qua cặp này luôn. Rồi giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 342. 42 cũng là một cặp linh sam siêu bông luôn nha. Cây làm form thiên nhiên luôn. Hình thân tầm bằng cái bút lông thôi. Cây này đế rất là đẹp. Hai cây này nhà vườn xin dọn vườn là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship cặp này luôn. Và nhà mình lưu ý là những mình ở khu vực cách ly thì và chỉ thị 16 thì mình không nên chốt gửi đi nha. Nếu mà chốt thì cọc giữ cây hoặc là chuyển khoản đủ để mình giữ cây cho. Còn qua dịch thì mình sẽ gửi. Còn có những nơi mà mình không có chỉ thị thì mình ủng hộ nhà vườn luôn nha. Nói nhà vườn xin qua cặp này luôn. Rồi giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 43. 43 là một cây linh sam đao điểm, hò tím thơm, thân cành dễ uống, dễ ghép luôn nha. Cây 3 năm tuổi rồi. Cây này có hoành là 16, đế nở luôn. Thân lắc chữ S luôn nha. Cây cao là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 44. 44 là một cây linh sam đao điểm, sống khỏe luôn nha. Cây thân lắc lượng luôn. Cây này có hoành là 12, cây cao 36. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship. Thân lắc lượng luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 45. 45 cây này có hoành 17, cây cao 25, form thiên nhiên luôn nha. 250k bao ship. Linh sam đao điểm, hò tím rất là thơm luôn nha. Thân cành dễ uống, dễ nắng, dễ tạo bonsai, dễ chiết cành, dễ nhân giống. Nói chung nó có rất là nhiều cái ưu điểm do các nghệ nhân của quận Tân Phú lai tạo ra luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 46. 46 là một cây linh sam đao điểm, thân lắc lượng luôn nha. Cây này có hoành 16, cây cao 37. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 300k bao ship luôn. Cây 3 năm tuổi nha. Thân lắc chữ S luôn. Về mình tạo bonsai là tuyệt vời luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 47, là một cây linh sam đao điểm, hò tím thơm, thân lắc lượng luôn nha, form thiên nhiên. Cây này có hoành là 17 hơn, cây cao là 45. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 300k bao ship luôn nha. 300k bao ship. Thân lắc lượng luôn, cây 3 năm tuổi luôn nha.
Rồi giờ vừa xin qua cây này luôn. Rồi giờ vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 48. 48 là một cây linh sam đao điểm hoa tím thơm, phong thiên nhiên thần lắc lượng nha. Cây này có hoành là 35, cây cao là 44. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn nha. 400k bao ship. Cây form rất là đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 49. 49 là một cây linh sam đao điểm thân lắc lượng chữ S luôn nha. Cây này có hoành 15, cây cao là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn. 300k bao ship luôn nha. Cây sống khỏe luôn. 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 50. Mã số 50 là một cây linh sam đao điểm thân lắc lượng luôn nha. Cây này có hoành 13, cây cao 40. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 300k bao ship. Cây sống khỏe thì về mình lọc chi đồ lại luôn nha. Rồi mình để cho nó phát rồi sau rồi bắt đầu mình vô dây luôn. 300k bao ship giao lưu nhanh luôn nha. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.